Giải thưởng sản phẩm viễn thông mới xuất sắc nhất năm 2019, Mỹ và Peru là hai quốc gia duy nhất được vinh danh tại hạng mục này, với nhóm các sản phẩm cung cấp giải pháp viễn thông cho khách hàng đơn lẻ và khách hàng doanh nghiệp. Bitel là một trong số ít các doanh nghiệp tại Peru thực hiện triệt để chiến lược thay đổi thị trường, nhằm đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Trong 6 tháng đầu năm nay, thuê bao 4G của Bitel tăng trưởng ấn tượng đạt 139% kế hoạch. Bitel cũng liên tiếp trở thành nhà cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền cho các cơ quan chính phủ Peru. Với tổng giá trị hợp đồng đã ký kết là hơn 46 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,5 lần so với cả năm 2018, lợi nhuận công ty đạt 182% kế hoạch 6 tháng, tăng 944% so với cùng kỳ. Vào tháng 6 năm 2019, Bitel được ghi nhận là nhà mạng được yêu thích nhất tại Peru khi sở hữu chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ cao nhất trong số các nhà mạng tại Peru. Kết quả này được thực hiện và công bố bởi Arellano, công ty tư vấn nghiên cứu thị trường hàng đầu tại Peru. Đây cũng chính là lời khẳng định cho chiến lược đúng đắn mà Bitel đã theo đuổi ngay từ khi bước chân vào thị trường châu Mỹ này. Giải thưởng kinh doanh quốc tế là một trong những giải thưởng hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 2002 nhằm tôn vinh thành tựu và những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, cá nhân trên toàn cầu đối với lợi ích của cộng đồng, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Giải thưởng kinh doanh quốc tế đã nhận được hơn 4.000 đề cử đến từ 74 quốc gia và có hơn 1.000 chuyên gia tham gia quá trình thẩm định toàn cầu để lựa chọn ra những đơn vị xuất sắc nhất. Lễ vinh danh giải thưởng kinh doanh quốc tế năm 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Vien, thủ đô của Áo vào ngày 19 tháng 10 năm 2019. Tập đoàn công nghiệp, viễn thông quân đội Viettel là đơn vị đạt được nhiều giải thưởng nhất tại Việt Nam cho các thương hiệu trong và ngoài nước.